Và vòng này sẽ là vòng 1 đi tìm tần số. Xin mời 4 chàng trai. Thấy cái dáng ngồi thôi là thấy cao ráo đẹp trai phong độ rồi ha. Mời anh chàng số 1. Xin chào mọi người ạ, mình là Mai Văn Cường, năm nay mình 20 tuổi. Hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình là nhạc sĩ. Đa số những ca khúc mình viết đều mang âm sắc buồn. Mình đến với chương trình để tìm lại một bạn nữ để có thể làm mới những ca khúc của mình hơn, mang màu sắc tươi mới hơn ạ. Nói nghe nè, nhạc sĩ mà sao chạy tambo dữ vậy trời. Mà nhạc buồn hả em? Dạ. Em hát thử một đoạn nào sáng tác của em, một câu cho anh nghe thử được không? Dạ rồi ạ. Dù là nắng hay mưa thì anh cũng chẳng thể đến bên em dù chưa. Anh vẫn thế, vẫn hát, vẫn viết cho em tình ca. À, rồi. Có gì lát nữa chúng ta liên lạc với nhau riêng nha em. Anh cũng đang cần tìm nhạc sĩ lắm đây. Dạ. Cái số này thì anh Vinh cũng đi tìm tụi em luôn đó. Và chắc tìm được số 1 rồi hả Vinh ha? Dạ, số 1 tìm nhạc sĩ. Tìm người sáng tác. Mời bạn số 2. Xin chào mọi người, mình là Hải Ninh. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Ngoài ra mình có đam mê nghệ thuật cho nên mình có đi diễn viên và đóng quảng cáo. Sở thích của mình là xem phim, nghe nhạc và đá banh. Hiện tại thì mình hay đi xem phim một mình. Kết thúc chương trình này mình mong có thể tìm được một bạn nữ đi xem phim cùng mình. Rụt rè, dễ thương. Xin mời bạn số 3. Xin chào ông nội Việt Hương. Xin chào ông nội Việt Hương. Dạ, xin chào anh Vinh. Dạ, em tên là Nhật Minh, 23 tuổi. Hiện đang là diễn viên sân khấu kịch. Hai bạn nữ ơi, hai bạn cho anh hỏi một câu được không? Dạ được ạ. Hai em có ai thích chó không? Dạ có. Dạ không anh ơi, em thích mèo. Dạ mèo hả? Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Mèo mèo mèo, anh là mèo của em nè em ơi. Giải thích chút xíu, chắc anh chàng này bên diễn viên kịch cho nên là cũng yêu mến Việt Hương, đã xem một cái series trong đó Việt Hương đóng vai ông nội của sân khấu chị Hồng Vân. Cho nên khi chào ông nội Việt Hương thì xin cảm ơn em đã theo dõi cái series của chị nha. Và em đang hoạt động cho sân khấu nào? Dạ sân khấu kịch Hồng Vân luôn ạ. Dạ bởi vậy cho nên là sân khấu của cô Hồng Vân, cho nên là biết cái vai diễn của chị ha. Dạ. Và cái series sau thì chị sẽ mời thêm anh Trương Tế Vinh, chị sẽ đặt ảnh một cái tên gì đặc biệt để cho em nhớ. Tại Vinh thì đẹp trai quá, chị sợ đặt vô cái series của chị lấn lướt chị đi. Sao em? Dạ vậy series sau em có được vô nữa không chị? Em có lọt chọt vô không? Ủa vậy hả? Em dạ. Có đóng cái trong series đó hả? Dạ có luôn. Rồi dạ, hy vọng là lát nữa nhìn mặt em thấy quen quen á. Dạ. Dạ rồi, mời bạn số 4. Chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Đức Trí và hiện tại mình 22 tuổi và mình đang hoạt động trong một bên nhạc với vị trí là vocalist. Và sở thích của mình là chơi game, xem phim và đi du lịch khắp nơi. Quan điểm của mình trong tất cả các mối quan hệ là phải tin tưởng nhau và trân trọng nhau. Hay thường biểu diễn ở đâu bạn? Dạ tụi em thường chạy các sự kiện diễn ra trong thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Đối với chị thì đây cái giọng số 4 thì rất là tình cảm. Còn không biết Trà My với lại Ngọc Hân, hai em ấn tượng với ai nè? Trà My trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 4. Số 4 ha, cái giọng nói ấm áp ha. Bạn Ngọc Hân. Dạ em ấn tượng với lại anh số 3. Tại vì lanh lẹ. Dạ mà, diễn viên kịch lanh dữ lắm nha. Nói chung là báo với 4 em ở chổng, hai đứa em gái ngoài đây rất xinh đẹp, dễ thương, điềm đạm. Ngọc Hân là đúng là có gương mặt mẫu ảnh nha em, rất là xinh. Còn bé ngồi kế bên chị là diễn viên thì chị nghĩ chắc chọn đúng nghề rồi. Nhìn mặt rất là thông minh và xinh gái. 4 em ở trong đó phải có nhiệm vụ làm bằng cách nào mà phải bung xỏa như là anh chàng số 3. Chứ anh chàng số 1 với anh chàng số 2 là hơi hiền nha. Bây giờ cho chị xem cái ốp lưng điện thoại coi nè. Vinh thấy sao em? Em không thấy gì luôn chị. Thấy cá tính, con trai thì nó không như gái tụi chị. Đúng mở rồi. Mở lên cái con chó mèo rồi có nhiều cái hình mà ngộ nghĩnh dễ thương đúng không? Cho em hỏi ở đây là tại sao các anh không sợ ấp lưng ạ? Có một anh để móng tay dài quá kìa. Có đàn guitar không em? Dạ, em có đàn guitar. À thì thông cảm được nha. Và lý do mà anh không sợ ấp lưng là anh thích cái cảm giác khi mà cầm vào điện thoại nó lạnh lạnh tay hơn cho nên anh không sợ ấp lưng. Thôi thì giờ 4 cái ấp lưng nó cũng bình thường quá phải không My? Vậy thì bây giờ mình coi màn hình đi. Cho xem 4 cái màn hình khóa nè. Cũng đơn giản. Ê, đặc biệt có anh chàng số 1 cưng nha. Có để hình một cái con cún đi. Đây là Husky hả bạn? Đây là Alaska. Alaska của bạn hay là của ai? Alaska của em ạ. My ơi, Hân ơi, em có thấy màn hình nào đặc biệt không? Em thấy màn hình của anh số 2 với anh số 4 là không có để gì hết. Không để gì hết là đặc biệt với em? Dạ em thấy lạ. Thấy lạ sao vậy? Dạ tại bình thường là em thấy mọi người thường hay để hình của mình hoặc là để hình một cái phong cảnh gì đó. Nhưng mà anh này lại không có để. Hỏi đi, hỏi anh ơi, sao vậy đi? Em hỏi anh số 4 trước, anh ơi, tại sao anh không có để màn hình điện thoại à? Thì mình mở điện thoại lên thì anh sẽ vào ngay một app nào đó cho nên anh không quan trọng cái việc mà anh để hình nền là cái gì. Nếu bắt đầu từ ngày hôm nay anh để hình Trà My hoặc Ngọc Hân lên đó, anh có đồng ý không? Vậy phải để cho anh xem mặt cả hai em trước cái đã.
trời. Ok, rất cẩn thận. Không, đúng rồi, anh này anh chân thật mà. Chứ còn thế là em mới để hả em? Dạ đúng rồi chị ơi. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Coi có để không? Vậy cái màn hình số 2 tại sao em không để cái gì vậy? Dạ bởi vì em là con người khá đơn giản. Em xài điện thoại em không bao giờ xài ốp lưng với cả để màn hình bây giờ. Vậy bây giờ bốn cái ốp lưng là không có, bốn cái màn hình cũng là đơn giản luôn. Vậy thì bây giờ mình xem luôn phía trong được không ạ? Em thích xem ai chà My? Anh số 1 à? Số 1, mời bạn số 1. Ai? 19 tháng 6 lại ly cà phê và một cô gái. À, dạ, thực ra đây là một người yêu cũ mà em bây giờ vẫn còn rất là ấn tượng với bạn này. Nhưng mà thực ra thì thời gian thưa dần cũng đã quên dần nhau chị à. Quên rồi sao không xóa hình đi, kiếm người yêu mới để người yêu cũ làm chi? Dạ, tại vì đó cũng là một lý do để em đến với chương trình này ạ. Để em một chút nữa em kể lại em à. Chị Hương biết sao không, nhạc sĩ mà xóa hình rất là khó viết lắm. Xóa hình là khó viết. Bây giờ đang viết nhạc buồn. Nhiều khi nhìn cái hình vậy đó là nó tuôn trào ra liền à. Đúng rồi, cái đó là không, không cảm được. Hai bạn nghĩ sao về việc mà khi mà đã chia tay rồi mà mình vẫn còn giữ hình của người yêu cũ à? Thì cha mới trả lời trước đi. Dạ, cái đó giống như kiểu là mình tôn trọng người đó, mình coi đó như là một kỷ niệm đẹp thì mình giữ thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Ví dụ đi chơi với em lâu lâu mở hình người yêu cũ rồi giờ một cái được không? Cái đó là không được chị, nếu mà giữ thì giữ điện thoại vậy thôi, như kiểu kỷ niệm vậy thôi. Lâu lâu ví dụ mình nhớ hay là gì thì mình mở ra mình coi thôi chứ. Nếu như mà mình cảm nhận đó là một cái kỷ niệm thì được. Còn nếu như mà lưu giữ với một cái vị trí khá quan trọng và cứ xem hoài là không được. Dạ đúng, đúng rồi, dạ. Ok, hiểu rồi. Còn Ngọc Hân? Theo em thì em không có thích bạn trai em để hình người yêu cũ trong điện thoại. Tại vì em cảm thấy em không có được tôn trọng. Ngọc Hân này giống tôi. Em là dẹp, có yêu cũ gì trơn á. Và lý do tại sao em lại hỏi câu này chắc là phải có lý do. Thực ra thì em thấy cái việc mà để hình người yêu trên điện thoại cũ, trên điện thoại thì em thấy cái vấn đề đối với em thì rất là bình thường. Em muốn tìm một bạn nữ có thể thay em xóa những cái bức hình này ạ. Chân thật, tình cảm. Đưa tôi là tôi xóa sạch. Em muốn hỏi là hai bạn nữ, hai bạn có thích chó không ạ? Dạ, em thích chó. Mà có thích nuôi không hay thích chơi thôi? Dạ có. Chà My thích nuôi loại chó nào ạ? Chó Alaska. Thì trong tương lai mình tính là mình sẽ nhận một bé về nuôi, nhưng mà mình cũng không có thời gian nhiều để nuôi á. Thì không biết là bạn có thể giúp mình nuôi không? À, nếu mà được thì mình có thể nuôi giùm. Rồi lướt một cái hình nào. Ủa trên cùng là em á hả? Dạ trên cùng là một người anh của em. À, hôm qua em có làm một một show với anh này. Thì anh này là một trong những guitar rất là quen thuộc với em ạ. Rồi cho hình khác. Chà hình người yêu cũ có bộ nhiều ha. Dạ. Nguyên một tập luôn. Em cũng có nuôi một bé mèo. Nhưng mà bé mèo thì em lại tặng lại cho một người chị rồi ạ. Em bớt nuôi đồ lại xong rồi tặng gửi lại em ơi. Rồi có hình nào mà em cảm thấy muốn chia sẻ với mọi người không? Ví dụ như hình đi chơi, hình bạn bè. Dạ, một trong những cái hình mà em rất thích là một cái tấm như thế này. Thì em đã viết xong một bài nhạc và em cảm thấy rất hứng thú với bài nhạc này. Và được bên nhạc của em hỗ trợ để làm xong một cái bản phối rất là hay. Em bài có thể zoom lên cho anh coi một trang được không? Dạ, chị em không được đẹp cho lắm anh nha. Không sao, đúng rồi. Dạ, nhìn nét chữ là thấy con người nha. Nét chữ xấu là người không đẹp hả? Không phải là đẹp không đẹp mà ví dụ như là người từ tốn hay là nhanh nhẩu hay gì đó. Chị lát chị phải viết cho em bức thư mới được. Chữ chị xấu dữ lắm, thiệt luôn. Rồi bây giờ cho chị hỏi bạn số 2 nè. Cho chị coi cái màn hình điện thoại và lướt qua cho chị. Cha anh này đặt nghẹt luôn. Em cũng có đá banh hả em? Dạ cũng có, em thích đá banh ạ. Nhà có đông người không em? Anh em đông không? Nhà em có hai anh em ạ. Trên em là anh trai ạ. Quê em ở đâu? Quê em ở ngoài Phú Thọ. Rồi lấy vợ về là vợ phải ra Phú Thọ làm dâu không hay là? Không ạ, hiện tại em đang muốn sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cho anh hỏi là nhà em có mấy anh chị em? Hỏi ai? Hỏi My hay Ngọc Hân? Ngọc Hân ạ. Em là con một ạ. Gái một ạ. Vậy chào My. Dạ em nhà có hai chị em ạ. Em với một đứa em trai nữa. Em có thể xem trong album ảnh của anh được không ạ? Album ảnh anh rất là ít tại vì anh cũng không chụp hình nhiều đâu. Thì tấm hình này là cái tấm hình em chia sẻ là cái thời điểm đó là em lần đầu tiên em đi du lịch cùng bạn gái em. Bao lâu rồi em? Hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm rồi, đấy ở Hội An nhỉ? Dạ đúng rồi. Điều gì khiến em muốn chia sẻ với hình này với mọi người? Em muốn hỏi là hai bạn nữ có thích đi du lịch không? Muốn đi ở đâu nhất? À hay quá. Em thì khắp nơi. Dạ vòng quanh thế giới luôn. Vòng quanh thế giới chứ không phải khắp nơi nha. Ngọc Hân. Dạ em cũng rất là thích đi du lịch. Em cũng đang muốn đi Hội An. Nhưng mà nếu như mà quay lại Hội An, cái chỗ mà có kỷ niệm của anh với lại người yêu cũ anh ở đó, thì anh có thấy ngại không ạ? Anh không thấy ngại đâu. Tại vì đó cũng là kỷ niệm, cũng là quá khứ rồi. Bây giờ mình phải bắt đầu cái mới mà. Được, đồng ý. Vậy
Hân hay tâm sự với ai trong gia đình nhiều? Hân hay tâm sự với lại bà nội. Bà nội năm nay nhiêu tuổi Hân? Dạ bà nội em năm nay 78. Tại sao hai cái lứa tuổi xa như vậy mà? Em tính hỏi vậy. Hỏi giùm em ha. Dạ. Tại sao hai cái lứa tuổi 78 với 20 mà lại tâm sự với nhau được? Ba mẹ em ít khi ở nhà, cho nên là em ở nhà với bà nội từ nhỏ. Bà nội em cũng rất là xì tin, rất là hiểu tâm lý của tuổi trẻ. Bà nội em lúc nào cũng là người ủng hộ em hết. Bà nội tên gì? Bà Tư. Bà nội Tư ơi, bà nội xì tin là con chịu nha. Còn My, em có bà nội hay là ông nội không? Dạ, em chỉ có bà thôi ạ. Bà ngoại? Bà nội, bà ngoại. Bà có là cái người gần em không? Hay là dạ ba không, mẹ? Mà hai bà đều ở ngoài Bắc hả? Rồi bây giờ qua anh chàng số 3 đi. Chàng số rồi, 3 ơi. Rồi, cảm ơn em. Cho chị xem màn hình của em. Cũng không có chơi game nhiều. Cho anh xem phần hình ảnh đi em. Đừng thấy mặt em nha. Toàn là à, thấy cái poster kìa, cho chị coi poster phim gì đó. Dạ, đây là poster của bên sân khấu kịch Vũng Nhận mà bọn em diễn là Ám Ảnh Kinh Hoàng. Ám Ảnh Kinh Hoàng. Dạ, với là Ngôi Nhà Hoàng. Cho em hỏi là Hân ơi. Dạ. Dạ, em có thích xem kịch không? Dạ, em cũng thích à. Kinh dị em thích xem không em? Dạ không, em sợ lắm. Sợ thì có vai anh nè, có gì thì em tự vào nha. Có vai anh nè, có gì thì em tự vào nha. Khi anh gọi tên em, có nghe em nói là em cũng có bà nội đúng không? Dạ. Bà nội em thích ăn gì? Bà nội em thích ăn bánh bông lan. Rồi anh làm bánh bông lan cho bà nội luôn nha. Em biết làm luôn hả? Dạ em thích nấu ăn lắm chị. Em thích nhất là gà kho chả. Mỗi lần đi diễn về á là buồn buồn ở nhà mình là ra chợ mua về nấu ăn cơm để mà ăn triền miên đại hải luôn. Ủa em hình bên này hình ai vậy em, hình chị hả? Dạ đây nè. Dạ ông nội, mọi người ơi ông nội đó. Tại sao em chụp hình chị? Dạ cái này là behind the scene của chị tập 1 à. Thì có em lọt trọt ở đằng sau em quay qua quay lại nè. Thì em thấy dễ cưng quá xong rồi chụp luôn. Có cái tấm này là hai chị em dễ thương. Trời vậy là anh chàng này đi nhiều lắm rồi nè. Kéo xuống nữa. Dạ hai bạn nữ có ai đã từng yêu đơn phương chưa? Em Hân, chưa ạ. Em chưa ạ. My nói là rồi, Hân nói là chưa. Cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào em? Dạ nó buồn lắm anh. Buồn lắm phải không? Anh cũng thấy bắt đầu buồn theo giọng nói của em rồi á. Vậy em đã từng yêu đơn phương ai rồi? Dạ thực ra thì trước đây cũng có trong sân khấu. Gọi là tuổi thì nhỏ hơn em nhưng mà vô nghề sớm hơn nên gọi là đàn chị. Nhưng mà khi mà em nói ra thì gọi là anh chị em trong nghề thôi. Nên là bạn bè là tốt nhất. Em phải mạnh dạn lên chứ. Tỏ lời với người ta nhưng mà người ta từ chối, ta nói là muốn làm anh em trong nghề thôi. Dạ em thì em thuộc theo cái dạng là rất là thẳng thắn và thoải mái. Với lại em suy nghĩ là thà yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu. Tại người mình yêu người ta không yêu mình cái cũng đau khổ thôi à. Nhà em đông anh em không? Dạ có hai chị em. Chị nhiêu tuổi có chồng chưa? Dạ chị lớn hơn em 2 tuổi đang làm nha khoa chưa có bạn trai. Mời lên đây luôn đi em. À, bữa nào đó em đừng tính bữa nào dắt lên đây luôn. Rồi mời bạn số 4. Em nước cái điện thoại tí cho các bạn ở dưới đây hơn đồ gì thấy đi. Đẹp quá vậy. Đi đâu vậy em? Cái này là ở Marina Bay á chị, khá là đẹp. Marina Bay rồi chắc không phải Việt Nam rồi nhỉ? Dạ đúng rồi, ở đây ở Singapore. Tóc của em á hả? Dạ tóc của em nhưng mà tóc này là tóc hồi 3 năm trước rồi chị. Đây là band của em à? Bạn nữ đoán thử trong hình này anh là người ngồi ở vị trí nào nè? Chị nghĩ là anh là cái người đưa số 3 đó. Số 3 là người ở giữa hả chị? Dạ. Em đeo mắt kính em không thấy được. À em đeo mắt kính hả? Đeo đi. Rồi để cho bạn đó coi là ai. Bạn Trà My sẽ đoán là anh phóng to là xíu được không anh? Em muốn anh phóng to người nào nè? Từng người luôn. Anh. Em nghĩ chắc là cái anh cao nhất, ngồi cao nhất. Rồi còn Ngọc Hân? Em nghĩ là anh đeo mắt kiến. Anh đeo mắt kiến. Cả hai em đều sai nha. Chắc chị Hương đúng rồi. Đừng nói nha, hình ai bịt mặt kìa. Ai đó? Đây cũng là em luôn á chị. Cái này hình này thì là về 2 tháng trước. Hiện tại tóc em cũng không còn là màu đen nữa. Cho anh hỏi hai em có thích mấy chàng trai mà nhuộm tóc sáng màu không? My thích không? Em cũng không biết nữa. Tại trước giờ em chưa bao giờ em thấy con trai nhuộm tóc sáng màu hết á. Rồi còn Hân? Em thì em không có thích con trai ăn mặc lè loẹt tóc tai màu sắc. Em thích một người điềm đạm hơn thôi. Nhưng mà với một người đặc thù công việc lại đi diễn với anh thì nếu mà anh tóc anh cứ khoảng tầm 2-3 tháng lại đổi màu một lần, vậy thì đối với em điều đó có ổn không? Vì lý do công việc thì lý do em chấp nhận được ạ. Cho anh hỏi Trà My là mẫu người lý tưởng của em thích là như thế nào ạ? Dạ em thích con trai trưởng thành, chân thành với lại lạnh lùng. Anh cũng không nghĩ là anh lạnh có đủ đó. Lạnh lùng đối với em hay không, nhưng mà anh cũng cảm ơn câu trả lời của em. Dạ. Anh có nghe nói là Trà My đang học ở Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Trà My có thể cho anh nghe em hát một đoạn được không? Dạ được ạ. Mà anh muốn nghe bài vui hay bài buồn? Cho anh nghe bài vui đi. Em không có biết nhiều bài vui. Chị hỏi chi chị ba? Trời
ơi, tôi mệt nhất là ca sĩ á. Ca sĩ muốn hát hát đi, mày đặt hỏi muốn nghe hát nữa không? Mày Duy khán giả là không? Vậy thôi hát cho bên này. Bài Duy, bài buồn, hát bài vui đi. Vậy em có bài vui. Nè bớt hỏi là mấy cái câu hỏi nó ngon, ngỡ không quá đi nè. Bây giờ thích bài vui hay bài buồn, em có bài gì? Dạ em sẽ hát bài Tình yêu màu nắng. Tình yêu màu nắng em có muốn anh rap vào cái đoạn đó luôn không? Có luôn. Okay. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tình ta như đã hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại sáng ra, tình ta chẳng phai nhòa. Chưa và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài, đã bao nhiêu buổi trăng ngập không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm ngày thêm lạnh, mưa lật vòng tay ấm mưa rơi lạnh cảm thấy ngắm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm nay không lạnh, chiều giấc ngủ ta an lành và bình yên nắng ăn dịu dàng khi mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt này nắng mây đó đây tự nhiên đưa mình gần nhau thêm, xóa tan mọi cầu cản để anh không phải đau thêm. Em là người khiến tim thêm những vết đen và tình yêu này anh dành cho nắng. Và anh sẽ mãi là mây trắng để cho con gió không có đi mất, chỉ vì anh không thể cất mà người thương vào cái lúc nào giờ anh đánh mất. Dễ thương quá à. Sau khi nói chuyện à, tâm sự là xem màn hình nè à, hai em suy nghĩ lại ha, coi nãy giờ mình ấn tượng với anh chàng số mấy. Mời quý vị nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Trở lại với Tần số tình yêu. Và sau khi giải lao, hai đứa em đã suy nghĩ chín chắn và ấn tượng với hai anh chàng. Ai là ấn tượng nhất với lại Trâm ý? Dạ em ấn tượng với anh số 4 à. Mời anh số 4. Ngọc Hân ơi, ấn tượng với bạn số mấy? Em ấn tượng với lại bạn số 2 à. Số 2. Mời giữ lại số 2. Và anh Vinh ấn tượng với bạn số mấy? Em là số 1 rồi. Số 1 là tại vì là tới với nhau ngay từ giây phút đầu là sáng tác nhạc Mời Đèn của số 1. Vậy chúng ta gặp gỡ anh chàng số 3. Mời bạn số 3 bước ra sân khấu. Trời ơi, về mắt ta cái coi. Đúng là anh chàng này có đi diễn rất là nhiều. Bước qua mối tình đơn phương, anh nhận ra rằng cảm giác lưng chừng vốn dĩ chẳng hề dễ chịu. Lưng chừng của sự chờ đợi, lưng chừng của những hy vọng, lưng chừng ở tần số chung của hai đứa, nên hạnh phúc cũng theo đó mà tắt đường, rồi bất chợt rẽ hướng. Em cũng trở thành em của lưng chừng luôn. Nay bạo dạn tới đây kiếm người yêu, không may mắn là không chung tần số với hai bạn vừa rồi. Với lại có thể là do là mình là diễn viên cho nên mình không có rung á, mình tự tin, trong khi tánh hai bạn này thì lại quá trầm. Em ấn tượng với bạn nào khi bước ra đây? Thì em cảm thấy là Hân thì có một chút gió nó phù hợp hơn là My. Nhưng mà đâu là My, đâu là Hân? Dạ bạn Hân bên phía ngoài. Đây bạn Hân đây và bạn My đây. Dạ. Ừ về đúng rồi em. Nhưng nó giỡn thôi. Thái vàng hai bên chị không? Đó, trai xinh cái đẹp đó. Gái cũng đẹp quá trời luôn. Ê trơn trọi ngồi dưới á. Lát nghỉ dây lao cho anh xin số. Đúng rồi. Đứng ngoài bãi giữ xe đợi sẵn. Cảm thấy chung tần số thì cho Nhật Minh số điện thoại để liên lạc làm bạn với nhau. Rồi bây giờ chào tạm biệt hai bạn đi. Dạ. Chào hai bạn ạ. Có gì ra ngoài liên lạc nha. Ở đây quay thêm 8 tiếng nữa. Rồi, 8 tiếng nữa nha. Rồi, cảm ơn Nhật Minh. Dạ, cảm ơn em.